Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là MOBA Việt. Ở trong clip này mình tiếp tục chơi lại những nick mobile gaming của mình. Đây là trận thứ hai rồi. Trận trước mình đánh Triệu Vân đi rừng. Ở trận này mình sẽ đánh Ginder. Và trận này chắc là mình không lên đồ theo kiểu phong cách chuẩn rồi. Mình sẽ troll game. Mọi người thích đánh con gì cũng được. Chỉ là đánh vui thôi, một trận gọi là đánh thường ở mức danh cao thủ thôi. Thì mình sẽ không cần AD. Hai pháp sư luôn. Latalia và Điêu Thuyền. Ở team bạn cũng có Latalia và Điêu Thuyền Thỏ Ngọc. Nhỏ Ngọc. Rồi nhưng mà team bạn thì có đến hai pháp sư như team mình, nhưng mà team bạn vẫn có xạ thủ. Nhưng mà không có tướng, nói chung là hai pháp sư sẽ đóng vai trò là khống chế cứng rồi. Một tướng đỡ đòn là Tara, mức thông thạo A. Rồi toàn thông thạo S mà đi đi đánh thường là giống mình rồi, chắc là chôn game, không biết có chôn game giống mình không. Rồi thanh niên Natalia mới bạch kim thôi. Chắc là không thích nêu danh đây. Và ở cái clip này mình sẽ chôn game theo một cách mà em có thể tưởng tượng là nếu mà mình có một cái đôi giày rồi, mình sẽ chạy tốc độ là 100m/h. Rồi mình có hai cái đôi giày, mình sẽ chạy tốc độ là phải là 200m/h. Ba đôi giày thì 300m/h, bốn đôi giày 400m/h, năm đôi giày 500m/h, sáu đôi giày thì 600m/h. Anh em có thể thấy là tốc độ thì vẫn là như sen bò, nhưng mà không biết là có cộng dồn không. Để cùng mau ba Việt để xem nó cộng dồn tốc độ chạy không. Rồi cái món chắc chắn là lên chiếc giày vải đầu tiên rồi. Sau đó mình sẽ lên cái giày tăng tốc độ đánh. Nói chung là lên giày thì tốn ít tiền thôi. Một tí là mình sẽ full thôi. Rồi bắn luôn này, hai pháp sư đi đường giữa. Team bạn hai pháp sư đường giữa. Ôi, mới đi ra một tí mà team bạn gọi bút gần nổ cái trụ ở đường dưới rồi. Hai thanh niên này nghiêm túc thật. Kìa Latalia ơi, bắn chúng nó thì nó thốn rồi. Ở trên này mình chôn game nên chắc chắn là không phải là một tanker của báo được rồi. Hay quá. Đấy, biết vận dụng thời cơ đấy. Biết vận dụng thời cơ đấy. Giết thằng ta có chiêu 2 rồi, lao lên chém. Rồi gỡ lại một mạng cho team. Và tỷ số hiện tại mình có là 1-1 thôi. Rồi mình đã lên được chiếc giày giày du mục rồi. Giày du mục để Ginder gọi đánh rất là sướng luôn. Yeah. Không phải chôn game nó mới vui. Mà mình chôn game thì mình cũng không phế mới đâu anh em ạ. Nói chung là mình đánh bằng kỹ năng thôi. Chủ yếu đánh bằng kỹ năng thôi. Nói chung là chôn game thì không đến mức mà gọi là làm anh em ghét là được. Nói chung là vẫn có cậu rồi tí gọi là tác dụng. Ok. Bắt John, cung thủ John đóng băng tuyệt vời em ơi. Rồi lên bảng điểm số. Hay thế. Wow. Có quả cầu lửa ở đâu bay ra. Choáng rồi em ơi. Rồi. Rồi quả cầu lửa tiếp tục lém hụt rồi. Này qua Natalia đã bắt được Tara rồi. Các bạn đừng đùa với Natalia nhá. Một tướng pháp sư được sử dụng rất nhiều trong đấu giả. Bây giờ thì hết thời của Chrissy rồi. Mà đây là sự lên ngôi của Natalia. Với khả năng dồn sát thương bá đạo. Và khả năng khống chế cũng rất tốt. Rồi, cái cung thủ John nó bắn cho một chiêu một mà phải tốc biến ngay lập tức. Thanh niên rất tỉnh và đẹp trai. À rất tỉnh và xinh gái chứ.
Đồ điêu chuyền và vừa bị một pha hấp tập thể từ team bạn. Đúng là cũng thấy gái sinh đầu chúng nó bu đến như là mưa, bu đến như là người ruồi thấy mỡ ấy. Về đi bạn ơi. Ghê là ta đi bạn, tức biến lên kìa. Người hết mana mình về pha lấy liên quan gì. Bỏ tay thanh niên tự nhiên lộ mặt ra. Hiểu làm sao được bạn ơi, mình đang về mà. Các bạn có tí máu đánh nhau nó soi cho nhát chết. Bó chiếu. Rồi bắt Natalia, Natalia lên bảng điểm số nha em. Rồi chiếu 2 của nó rất là kinh khủng luôn. Rồi hay quá. Đồng chí Tăng nói chung là Tăng mà gặp Natalia là soi cho thì thôi rồi. Rồi không đủ tầm đánh rồi và chưa có hồi chiêu. Rồi mình nên được thêm 1.000 vàng nữa, mình sẽ lên giấy Hermes để gọi là tăng tốc chạy. Rồi hết chiêu cuối rồi, nào lên thì không có tác dụng gì đâu. À Butterfly đang gọi là đi tư tử anh em ơi. Có ai cản cô ấy không? Rồi đã bị Tara gọi là cản rồi. Rồi kế hoạch tự tử không thành công. Bây giờ nhiều người thì nghĩ dại lắm, hơi suy nghĩ một tí. Một khúc mắc gì là tự tử thôi. Rồi một pha KS là bùa xanh rất ảo diệu. Rồi ném cũng hụt luôn. Rồi mình cứ đứng đây thôi. Rồi mình mà nhảy sổ ra ulti thì chắc chắn là có mạng. Rồi Tara, chính là Tara. Tara hết đường chạy rồi. Khổ liên khổ thân là thanh niên đỡ đỏ duy nhất từ team bạn. Liên tục lên bảng mình số rồi. Đây là mạng thứ 3 rồi. Đúng rồi, thanh niên Tara vừa đấy này hình như là chắn cho bạn nào tìm bạn cái choáng của mình. Đúng là một hành động cao cả của một vị tăng. Lấy thân mình lấp lỗ cho Mai. Từ phát thỏa lực mạnh mẽ từ thanh niên chôn game Ginder. Hay còn là MOBA Việt. Truy sát. Lại có gái xinh anh em ơi. Gái xinh kìa, ôi. Từ đợi tí. Ôi trời ơi. Trời ơi, hay quá nhỉ. Latida đánh rất hay. Mình là nó Latida đang soi thì mình bắn chiêu nó không làm choáng nó được. Chạy đi điêu thuyền ơi. May là trận này mình có ngũ không đấy thì nên không cần phải xạ thủ. Một không thì đấu sĩ nhưng mà dùng sát thương rất tốt. Rồi đã lên được cái giày thứ tư. Giày thuật sĩ rồi, chỉ còn hai cái giày nữa thôi là mình sẽ gọi là bộ sưu tập giày khủng bố nhất những quân ba. Rồi anh em có thể thấy tốc độ chạy của mình cũng khá là ổn định. Trận này chắc chắn là một trận đấu gay cấn rồi. Rồi bay lên giết. Trời ơi, xiên đúng rồi, xiên nó. Ôi xong, Natalia thì mình có bị xiên lại kìa. Cái tội bạn là ném chiêu 2, không ném chiêu 2 trước. Ném chiêu 2 mới dồn được nhiều sát thương. Ôi ôi, Butterfly phải báo thế. Còn tí máu đuổi nó làm gì. Wow, cạc. Mình vừa nói là Butterfly báo mình nói chung là ra bắn choáng một cái, không ngờ nó đúng với cỏ, nó ném chiêu 2 vỡ mặt mình luôn. Bỏ chiếu thanh niên Ginder.
Rồi trận đấu thì hết sức là cân bằng rồi. Nhưng mà càng về sau thì chắc chắn là team bạn có lợi thế hơn, khi mà trong team có một thành phần troll game như mình. He he. Natalia nó hấp thu được rồi. Không được. Em phải đợi một tí, sau khi nó soi một tí thì bắn nó mới hết bị làm choáng được. Rồi lâu lắm không đánh Ginder nên gọi trình độ vẫn đi giảm sút khá nhiều. Và lại còn troll game nữa chứ. Với cái nền đồ này thì mình đánh phải rất cẩn thận. Rút đi em Natalia ơi. Rút đi, đi đi vậy chết rồi em ơi. Không cứu được đâu, mình không cứu đâu. Natalia bạn nó kháng hiệu ứng. Ôi ôi. Natalia bạn đánh rất là hay đấy. Nó vẫn dình ở đấy luôn. Không cứu được Butterfly luôn rồi. Thì bạn rất đông. 4 người đây đấy. Điều thuyền lại lên bảng điểm số tiếp. Rồi cẩn thận Natalia ném chiêu 2 mặt đấy. Chết luôn ý, không kịp ngáp. Mình bắn thì như gái ngứa rồi. Đồ không có tí sát thương nào. Rồi, nhưng mà chôn game mà nhiều giày là được. Quan trọng là nhiều giày. Đó, anh em mình thấy di chuyển rất nhanh. Làm sao bắt được người mang 6 cái giày. Tara định làm gì không biết. Rồi, đang team bạn đang gọi lật ngược thế cờ rồi. Bây giờ mình đang gần dần dần trở thành phế vật đây. Anh em tập trung để mình còn combo là. À ngộ không thì định chơi chiến thuật ở đây lẻ đây. Ok ok, ông còn chat ôn nộ chiến thuật rồi. Có chiến thuật hay như thế mà chat ôn. Thằng Lazaria thì bạn đã biết rồi kìa. Anh em đúng là chán thật. Tiêu tiền này. Hay quá, đóng băng chuẩn xác. Natalia nó kìa bạn ơi. Rồi. Nó không đến kịp lúc quá. Nói chung là mình nên đổi kiểu này, bị Natalia nó soi cho một tí là thôi, xác định lên bản số ngay. Đó, nổi chiến thuật chưa? Bị Natalia nó biết rồi, biết bài rồi. Ok, mình đã full đồ rồi. Full đồ phút thứ 11. Khá cùi bắp. À. Bắn chẳng thầm đi gì. Bắn thì có tác dụng là gót đầu trẻ thôi, làm choáng một tí thôi. Bắn anh em có thể thấy anh em vừa 12, bắn hết có mấy trăm đam thì kia. Đánh vui thôi mọi người ơi, đừng có mà chửi nhau. Mình có phải tăng đâu. Mình là chôn gơ mà, phải tăng đâu. Bạn cứ nhầm lẫn nhầm lẫn mãi. Ai cũng không bị đóng băng rồi. Hay quá Butterfly ơi, giết luôn như thuyền. Hay quá anh em ơi. Ôi Ngủ không, khổ thân bạn ngủ không, hơi ham hố một tí. Rồi rúc đầu vào mông điều thiền và chết. Các chị giờ tuổi lờ nhé. Cô không phát biểu một câu hổ báo. Rồi. Không giết được thằng Tara đâu, nó trâu lắm. Rồi đẩy đường thôi, đẩy đường. Oai, nạc rốt. Mày quá. Một thanh niên tự giác lao vào băng chia sẻ. Nói chung là hai bạn này cũng khá là hái hước đây. Một không team mình và Latania team bạn. Rồi, chất 2. Chất này có một thanh niên phá game như mình nhưng mà mất may team đánh chất 2.
Lúc đầu thì hơi yếu một tí, nhưng sau anh em đánh rất tốt. Định mệnh chị em. À, Natalia này, em chạy đường nào. Giết nó đi, soi chết nó đi. Rồi, chết rồi. Rồi em bị giữ lại thì làm có đường nào mà chạy được. Điêu thuyền kia, ôi, bắn trúng quái rồi. Hải quang Ngộ Không rất mạnh. Tầm này phút thứ 13 rồi, Ngộ Không thì đập điêu thuyền thì thôi rồi. Ngộ Không nó có mang chất là thú tính. À, mình bắn hết con 500 máu kìa. Bắn xạ thủ tiên bản thì nói chung là như cái ngứa thôi. Được cái là mình chạy nhanh, mình 6 giày mình chạy nhanh. Chết nó lên anh em ơi. Ôi thôi, em xin lỗi, em sai rồi, cầu tí thời gian cho anh em phá trụ mà. Oai, hay quá rồi, xong một cái trụ rồi. Ở đấy mọi người cũng tập trung phá trụ quá, không cắt cử một số anh em ra soi, như kiểu Natalia soi chiêu thì nói chung là xa thủ tiên bản chết chắc rồi. Rồi lợi thế đang thuộc về team mình, khi mà ăn được một trụ và 6-8 mạng cách biệt. Nói chung là với cách nên đồ chôn game thì khá là yếu. Dùng chiêu cuối thì cũng không mất máu, mà bắn chiêu 2 thì cũng chẳng mất máu ai. Rồi những bước đi của thằng phế vật trong team, mặc dù chạy rất là nhanh, được cái chiêu gọi là chạy nhanh như gió rồi. Rồi tập hợp ăn kinh công. Ngộ Không người rất xanh rồi, anh ấy đang tổ chức là solo một mình, gọi là tự sướng nhau với kinh công. Hai con khỉ nào vào nhau đập nhau, con khỉ to một con khỉ bé, một con khỉ rất là gớm ghiếc kinh công trong bộ phim Kinh Công và Người Đẹp. Em có thể thấy là trong những bộ phim của Hollywood siêu sao về các con quái vật, hay là người khổng lồ, hay là kinh công, hay là người khổng lồ xanh phi thường, anh em có thể thấy là các nhân vật này đều mê gái đẹp cả, đều có thể chết vì gái đẹp. Rồi kinh công cũng chết vì gái đẹp. Ok, này thì đánh anh em ta này. Rồi trận này thì mình không có tác dụng mấy rồi. Rồi, tất cả nhờ cậy vào mọi người thôi. Thế hế. Ở đánh thường thì mọi người đều chat vui vẻ lắm. Mình đánh mấy trận rồi này. Ở đánh thường là phải như thế. Rồi, choáng một phát ba chú kìa. Rồi hai thanh niên máu dọi giấy và một thanh niên gọi là chôn game mà team bạn không dám lao ra. Chắc là sợ Natalia chứ không phải sợ Ginder đâu. Thì mọi người đều biết mình lên đồ như thế rồi mà. Ông ta là ông ấy chat nhiều ấy nhở, ông ấy đứng ở trong nhà ông chat nhiều quá. Đâu nhé, kinh công bó chiếu thanh niên. Rồi, trận đấu chắc chắn đã kết thúc rồi. Rồi, một trận đấu rất là vui của mình. Khi Ginder lên 6 cái giày, đánh rất là phê. Một trận chôn game rất là vui. Butterfly được MVP rồi. Ok, video mình đến đây đã hết rồi. Một video chôn game rất là mang tính rất là phá game. Và xin chào tất cả mọi người. Bye bye.